Cho nên cái chọn lựa cuối cùng dẫn nơi đây là thiên đàng, mang sắc phàm là cực kỳ quý báu. Mấy vị nói thụ hồi từng rồi nói là lên trên mạng nói cho mọi người, mang thân người mà giờ chót mà quay đầu lại với Phật á, với cha nó học Phật á, chứ không phải như bên Công giáo là khó dạng sanh, có ngày cái ăn mấy con sống không à, never. Cho nên Chúa ông nói ai sau này ông cứu con của ông á, là cứu bằng cách là ông đưa ra cái đạo mới, rồi phải làm theo đúng, chứ không phải rồi ở cái gì bên kinh Khải Huyền nói là những người chết sống lại đó, thì là có, là tại vì khi mà người bên kia chết á, họ cũng có những cái dòng hồn chú hộ thấy đó, họ tụ vô những cái dòng sông cả nghìn nghìn người hàng tỷ năm, cái hồn á thành nhẹo nhẹo luôn à, nó không có như cái hồn của mấy người mà tụ ở cái cây mình còn thấy bóng đâu, phải không? Tại vì ở dưới nước rồi họ đông quá đó, họ nhẹo 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 vậy đó, giống như xin gâm vậy đó à, thì nằm ở đó để chờ Chúa tái lâm để mà đem họ trở về. Mà Chúa tái lâm đâu phải muốn đem ai đem, cái đó gọi là sàng lọc về chót thời tận thế. Cái thằng hồn nào trong lúc chết phải tiếp tục đi làm chuyện tốt, có nghĩa là tiếp tục đi giúp những người dương, những người sống được may mắn này, được thuận lợi kia. Chứ còn những cái thằng hồn mà bên mấy cái đạo đó mà chết rồi còn ham ăn, còn sân si, còn đi về nhà với con cháu, còn dành ăn với con cháu, còn trừng phạt con cháu, rồi còn đòi ăn đầu heo quay, còn đòi cái này kia, có những nhân hồn vậy. Con nghĩ Chúa có cứu nổi không? Sàng lọc không phải là sát phạt, sàng lọc là sàng lọc cái thằng hồn. Cứ chết nằm đó đi 2000 năm chờ ta trở lại. Đó là kinh Công giáo có nói, nhưng mà Ngài nói là chúng sống lại có nghĩa là nằm ở dưới gốc cây, nằm ở dưới một cái bụi xóa nào hay cái miễu quan nào á, rồi ở đó chơi đi con, mấy nghìn năm, rồi chờ ta trở lại ta đưa cái đạo mới. Cho nên sư phụ không phải chỉ có người phàm là đệ tử, mà trong cõi vô hình á, có hàng tỷ, hàng triệu á, mấy vị nói, và đa số tất cả những người Covid cũng là đệ tử sư phụ á, tại họ chết họ biết họ quy y. Cho nên mỗi lần mình cúng trên Thiên Long Sơn á, ở dưới á, trời ơi, ông chân thần như mấy vị nói, quá trời luôn, họ tới họ bu, mà bu ở ngoài chỗ cái sân gót á. Lâu lâu á, họ mới nói là, lâu lâu mình thỉnh cha về núi á, với mấy chị vị về núi, là họ ở dưới đầy hết luôn. Chết là mất tự do đi, 95-99% mất tự do, cứ đi theo đàn thôi. Bên đó là sẽ không còn phân biệt giàu nghèo. Bill Gates cũng giống như cái thằng Homeless vừa chết, hai thằng giống nhau. Nhưng mà thằng Homeless á, lúc mà nó sống nó không có gì, thì khi nó chết thì thân nó vô thường thì dục bên. Còn Bill Gates chết thì phải làm đám tang đồ lớn, cái đó chỉ là hình thức cho người đời. Nhưng mà khi hai thằng có tội á, chưa chắc là cái thằng Homeless có tội nhiều hơn Bill Gates. Nó còn có phước hơn nữa. Nếu mà hai người không có tội hết, vẫn là hai cái cô hồn các đảng làm bạn chung bên cõi kia đó, thằng tỷ phú với cái thằng Homeless làm bạn chung á. Nhưng mà thằng Homeless nó dễ sống hơn, bởi vì tao bụi đời quen rồi, hôm nay tao bụi đời mày, còn mày sống nhà cao cửa rộng qua đây mày khó sống lắm, mày phải theo tao để đi ăn dụng trong mấy cái nhà bếp, đi ăn dụng trong mấy nhà hàng. Cho nên ban đêm á, mấy con mạng đừng có gõ mỏ gõ đũa, nó ngoài cửa sổ nó ngó vô, nó ăn không được nó tức, nó làm như vợ chồng gây lộn mà quýnh nhau trên bàn ăn nữa, nhiều khi chén bay dâu 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 có nữa đó. Thường thường chúng ta gây lộn trên bữa ăn nhiều là do cái tâm chúng ta không có vững, rồi mấy cái vong linh nó khiến vô, thì đó là sự thật. Thằng tỷ phú với thằng Homeless khi rời khỏi thế gian này đều giống nhau, nhưng mà thằng Homeless lại nó quen rồi. Cũng giống như bây giờ con đưa một thằng con nhà giàu xuống ngủ bụi cũng qua đêm, cũng cùng cái sleeping bed đó, thằng Homeless cũng cùng cái sleeping bed đó, ngày mai bảo đảm thằng nhà giàu nó bị bệnh liền đó, bị trúng gió. Thằng Homeless tao quen rồi, trời ơi, bữa tao ngủ không có sleeping bed tao cũng lạnh, tao chịu nổi, còn mày không chịu nổi, còn mày ăn sang quen rồi, bây giờ mày thành ma, mày đói mày chịu không có nổi. Cho nên tại sao Michael Jackson chết á,
người ta vẫn thấy cái bóng của nó đi trong cái biệt thự nó đó. Rồi bây giờ ở dưới địa ngục á, mà mỗi lần nó bị ôm cộp đồng, bị tra tấn, rồi bị mấy quỷ sắt, rồi mấy quỷ già so rồi đến để mà trị tội nó đó. Trên thế gian mà ai kẹ bản là chết biết đi. Ở dưới nó đau đớn một cái. À mà mỗi ngày con biết bao nhiêu người cá chết biết đi. Cho nên khi ở thế gian mà con nói một cái lời gì hay con làm cái gì mà hậu thế mà lưu truyền á đúng thì con có đại phước ở cõi kia, mà con làm gì mà sai á là con cũng bị tội thêm á. Đó là lý do tại sao là ở Việt Nam á người ta thờ hình quỷ á, mỗi ngày ta lại chừng nào ổng đi sâu chừng đó. Chứ hồi xưa tới giờ ngoài sư phụ nói ra không có kinh nào nói ồ có 18 tầng địa ngục. Sư phụ là người duy nhất nói trên thế giới có cả ngàn tầng địa ngục chứ không phải 18 tầng nha, cả ngàn tầng. Mà đi càng sâu thì càng khó trở lên. Mày sống địa ngục khổ lắm, nó tối tăm. Mà khổ con cái là cái trí nhớ của mình nó nhớ hết, nhớ thời vàng son, nhớ thời lúc mình còn là mang thân người, oai phong lẫm liệt, chỉ ngón tay một cái là người ta chạy có cờ đúng không, nhớ hết á, chứ không phải là không nhớ đâu. Giảng sanh không có thật với người thường, có thật với những vị Bồ Tát có nguyện lực. Giảng sanh không có phải là về cõi A Di Đà khi mà cái khuôn mặt hồng hào hay là che đầu ấm, mà chỉ là về cõi tứ thiên dương. Còn cái chuyện mà ai về đâu á là do cái vị đó đã từ đâu tới. Một vị Phật từ ở nơi cõi A Di Đà tới thì ổng về cõi đó. Còn người như là anh của sư phụ, ổng cũng là một vị lớn á, nhưng mà không phải là Phật, không phải là Bồ Tát, thì ổng cũng cái hình thức chết cũng biết trước, thì cũng làm vậy là trong gia đình sư phụ mà. Là ổng chỉ về cõi tứ thiên dương thôi. Mà người thế gian mấy ông thầy mấy ổng tricky ngược lại. Mấy ông làm giống như quảng cáo là thở năm mùa hoa vậy đó. Hay là cho ta cho mấy người lớn tuổi mà ham. Tại vì lòng tham muốn tu dễ thì là dính cháu hết. Càng muốn tu dễ, càng muốn mình chối bỏ cái thế gian này, là xuất thế gian này khổ quá, gia đình con cái cháu tôi anh chị em tôi làm tôi khổ, đời sống khổ, rồi giờ có dây đà nói tắm ao sen, rồi cái con đường bằng hột sòn giống như nãy thù nói trên trời mà thù quên mang theo cục hột sòn xuống, cho nên xuống đây phải làm lợi sức mồ hôi mới xây được Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang. Chứ lúc mà nhớ mình xuống đây mình khổ giấu một cục trong túi lọt xuống, tại vì cái đường lộ nó là kim cương hột sòn không à, không có đất ở chở, không có đá đậy trên nó, không có giá trị trên nó. Thì cũng y như chúng ta thấy cái đời này vô thường giả dối, mà chúng ta cứ nghĩ là thiệt là nó như vậy đó. Chỉ có linh hồn mà học được cái gì mới là thật, và linh hồn học cái gì xấu mới là thật. Học tốt là thật, học xấu là thật. Học xấu là chúng ta sẽ bị quỷ ma giả so, và chúng ta sẽ đi vào một cái cảnh để mà cực hình trả lời cái đó. Giống như mấy con ông, mấy con đại gia bữa đó, tính nó mới về cho mộng kia đó, là mấy con đó nhà giàu ích kỷ nó thành mấy con ông đi hút mập, đi ăn mấy cái đồ dơ, ăn mấy cái đồ này kia, ngửi mùi là tới. Thế lòng tham á, đại gia chết thành ông. Còn cái người mà cái bạn mày á, bà có cái tâm chân thành đó, bà sống chân thành chân tình với mọi người, cúng Phật giọt dầu bà thành Phật. Giống như bà chị dâu á, là Long nữ con của ngài Long Dương á, lòng thành cúng Phật Thích Ca Duyên Ngọc Bích thành Phật lúc 8 tuổi. Thù có nói chuyện với chị thì tất cả đều là cái tâm của chúng ta chân thành bao nhiêu với cha với mẹ, và sự hiểu biết mình bao nhiêu, con người khác con người, không phải là tiền bạc, con người hơn con người là trí tuệ.
Thiên tâm là bi trí dũng, là dạy cho tất cả các đại tư hội thiên khôn ra, sáng trí ra, để cho mình đừng có vấp phải những cái lỗi ở đời. Những cái gì Kiệt nói trên mạng đều là từ những cái trí tuệ của các chư Phật dạy, không không có nói lời nào từ cái não, nói từ cái này nè, nói từ trái tim nó mới thật. Sau này cái có mấy đệ tử ngăn rồi mấy đứa con biết làm cái này, hồi xưa thụ đâu có biết xài điện thoại, cái gì cũng để nguyên si gửi lên. Cái bây giờ có nhiều đứa sư phụ có đâu có quay nữa, bây giờ nhiều đứa quay sư phụ quay làm gì, sư phụ chỉ lấy của mấy đứa sư phụ download xuống kênh sư phụ upload lên kênh Ngô Tuấn Kiệt Official, kinh nhất là kênh của Ngân, thì nó cắt nó làm gì để cho cái kiểu kỹ thuật thôi. Cái bà con nó trời trên Kiệt kỳ cỡ này biết cắt cái video nữa làm không có giống như hồi xưa. Nói thật sự xin lỗi vì cái này tôi lấy của đại tử tôi bỏ lên cho khỏe, chứ mỗi lần mà thụ muốn quay á là phải chặt pin mấy cái đó rồi đem điện thoại nó mệt lắm. Bây giờ đem có con cái khỏe thì lấy của mấy con là dư sức rồi, thì cho nên bây giờ có những cái lúc mà Ngân nó muốn làm kiểu gì làm, phải không? Thì ở Việt Nam ta đâu có biết, bây giờ trả lời luôn. Gửi kênh của sư phụ á đông người coi quá, hồi xưa mỗi lần sư phụ nói một ngày có mấy trăm nghìn người vô, rồi cái thằng YouTube á nó thấy như vậy nó bỏ quảng cáo vô. Mà mỗi tháng hiện bây giờ sư phụ phải trả 16 đô á. Mà nó cái sư phụ cầm lên lên nó hỏi sao tao đâu có muốn mày quảng cáo. Nó mày ở trên cái platform của tao, tức là mày ở trong cái sân chơi của tao, tao muốn làm gì tao làm. Hiện giờ YouTube nó nói vậy đó. Cái bây giờ nó bỏ quảng cáo vô kênh sư phụ làm cho tao hiểu, làm sư phụ lấy tiền nữa. Trời, không có rảnh đâu lấy mấy cái tiền lẻ này. Cho nên bị hiểu lầm nhiều á. Thằng YouTube nó ngang tàng đó, nó thấy mình đông người coi đó, nó bỏ quảng cáo vô à, rồi mình muốn là mình tiếp tục, không muốn thôi. Nhưng mà hiện bây giờ vẫn còn lấy 16 đô của sư phụ mỗi tháng, hờ mà vẫn quảng cáo trên kênh của sư phụ. Nãy giờ mình nói vòng vòng cũng mười mấy phút chuyện giảng sanh, còn chuyện gì nữa không có? Chị phụ cho hỏi sao con nằm con thấy con ở dưới cầu rút cây đa, dưới đâu rút cây đa, cây đa tu rút con thấy trời, ông trời thấp chuẩn gì nè mà ở dưới này bay bông qua bay lên mà con ở dưới gốc cây đa bụi dưới rút mấy cái nhà mình luôn. Nếu con nhìn thấy ông thọ thần quá ta, rồi thấp thấp người phải không, bữa nay mặc cái áo thấy ông thọ thần cây á, mỗi cái cây trên 10 năm có một ông thần ở trong đó, nhất là cây bự đều có. Hồi xưa hồi đi Việt Nam ngoài Phú Quốc đi tới cái cây bự lắm, cái thằng đi chung trong đám là nhóm kiểu hữu tính đi theo thụi á, tự nhiên cái hữu tính cà lắc vô cái nhảy trước mặt cái lại, tôi là thọ thần ở cây này chờ ngày 3.000 năm rồi, hôm nay ngày đến đây tôi biết ngày đến đây tôi mừng quá, cái lại sư hồn chùa quản hồn đâu có dám kêu nó hữu tính nữa. Thì ngài tên gì, cái ông nói tên tôi ở đây tôi biết hôm nay giờ này ngài sẽ đi ngang cây này, cái gì ông chờ tôi để làm gì, để mà siêu cho tôi. Thần cũng cần vô hộ siêu nữa. Ông Dũng câu đó. Ủa tôi đâu biết làm gì đâu. Ngài là thiên tử. 10.000 năm tôi đã biết ngài sẽ trở lại để giúp nhân loại thời này. Cái giờ là ông muốn tôi làm gì? Cái ông đầu ông lấy cái bàn tay ông ông chỉ. Cái tay tôi hộ là cái ấn á. Cái ấn tôi hộ có cha cho là có trên có chín đầu ông rồng ông bằng cái cẩm thạch. Thì là khác. Cái này cũng là cái ấn à, cái tay để đâu cái là cái, ông chỉ cái ông chỉ cái tay ông ịn vô cái gốc cây, cái thừa lấy cái tay ịn vô cây trôi ông mừng mà ông nhảy như là khỉ vậy. Mà cái thằng đó đâu biết nhảy, thừa sợ nó gãy cổ vậy mà nhập vô ông nhảy trôi lăng mừng quá, cái lại cái xích ra thằng cái ủa sao tôi nằm dưới đất vậy?
làm cả đám đi chung, lúc đó có sư mẫu nữa, bà cũng quán hồn. Nhưng mà mình làm vậy thì từ đó ổng thoát khỏi cái thằng cày đó, ổng có thể đi về đâu không biết, phải về cõi trời không nè, nào có chuyện đó. Nếu mà ổng muốn làm người trở lại được không sư phụ? Cái phụ nghĩ là ông chờ cho phụ để giải thoát cho ông. Thì ông bị một vị thần nào lớn lắm á, nhốt vào ông trong cái cây đó, rồi ông cai quản cái vùng đó. Giống như ông hộ giờ ông cai quản tác xịt này cả nghìn năm mấy trăm năm có ai biết đâu, đúng không? Bây giờ mấy con kháng cự, mấy con đốt nhang ông, thì ông được phế địch, được cha thương hơn nữa. We do something, cũng giống như mấy con cũng là cõi trời xuống, biết sư phụ xuống đây để độ chúng sanh, mấy con nhảy dù theo hôm nay con làm mấy cái này cái kia, thì con về trời con sẽ quay phòng, cũng giống như một người Việt kiều về làng vậy đó. Nó y như vậy thôi, khi bỏ xác phàm này mấy con y như là đồ đó, tôi đi theo sư phụ, tôi xuống trần, tôi về tôi phải lấy hoài mấy cô tiên làm biến ở trận. Cũng y như Việt kiều mà đem về chừng 10.000 đô thôi, về làng quê đó là lẫm liệt rồi, đúng không? Y như vậy đó. Đi tới nhà nào người ta cũng nấu canh chua cá kho trái cây mời ăn vậy đó. Khỏe không em? Trụ có em đẹp quá. Ta khen nó mà không đi đâu mà chế. Nhưng mà qua chừng 2 tuần cái hết 10.000 cái hợp đồng. Trụ sao em ở đây lâu quá. Hết tiền lì xì nói nó lâu. Cái rồi lướt xuống trần tiếp. Chị mình thấy gì có vậy không sư phụ? Thấy con là ông thần cây đa. Sư phụ đi đâu mấy này biết. Đi bữa hổm những cái người mà gọi là linh căn á, họ không phải là người, họ chỉ mượn cái xác người á để mà họ diện kiến sư phụ, để mà họ lại sư phụ thôi. Thì sư phụ đi đâu cũng vậy, trên Thiên Long Sơn cả biết bao nhiêu người bị khóc lăn. Bữa bà kia đeo học xoàn cục bự không đi với ông chồng, vậy mà gặp sư phụ với bị nhặt vô, mừng quá bà nằm dưới bà lại. Ông chồng cũng quản hồn, sư phụ cũng quản hồn, con nhớ không? Làm sư phụ bị quế á. Mai là hiện giờ không ai nhập á. Con đừng có vô nghe, vô là cũng lên xe giọt liền á. Đừng có vô nghe. Cái ngồi ở đây là đâu có biết. Vô một cái là chạy em kịp á. Chứ không có sợ, mà sợ lên đây người ta nói mình đồng bóng không biết không. Nhưng mà cái đó là chuyện tâm linh, nó có thật. Người phàm mới nhìn sư phụ là mặc cái áo hiệu này phải không? Nhưng mà người mà nhập vô á, nhìn sư phụ mặc áo long bào á, họ nhìn được là thiên tử chứ không phải là cái mặt này. Cái mặt này so với bên kia cũng như là mình đang mặc cái áo vậy. Có nhiều người gặp sư phụ khóc là hủ hủ. Nhiều lắm, Thiên Long Sơn gặp hoài, đang mà ngồi tự nhiên á, Kiệt khỏe không Kiệt, chị Tiểu An này quá thăm. Vừa ngồi nói chuyện chị em rồi cái lạc không? Quên. Quên nhận ra mũi ha. Là mình biết rồi. Dùng cái chữ Quên với mũi là mình biết rồi, cõi trên xuống nhập vô rồi. Trời ơi, mũi xuống đây gặp Quên mũi mừng quá. Trời ơi, mình nhìn cái mặt đó, đâu có quen đâu. Mà có quen. Nhưng mà khi họ xuất ra là người đó đâu có biết đâu, phải không? Không biết. Nhưng mà khi mà cái thiên lý thần, những cái gì đó đó, họ khiến cái xác đó đến gặp sư phụ á, cái người đó không có control được. Cũng giống như cho 80% là tỉnh, 20% là phải mua vé. Rồi cứ nôn nức phải đi vậy đó. Họ cũng không biết họ đi đâu nữa. Nhưng mà phải về Thiên Long Sơn. Mười mấy năm nay quá trời ơi. Vậy là các vị thần nó có sức ảnh hưởng cái mai của mình hả sư phụ? Không có sức. Con ma ngoài đường nó còn có sức không chỉ mấy vị thần con. Chúng ta là những con kiến khi với những người siêu hình. Cho nên con làm gì làm á, đừng có bị mất lời hứa với người cõi âm hay là những vị thần. Ví dụ như Long nó làm gì á, lúc nào ngày nào cũng phải là đụng tới đất hay đụng tới cây hay cưa cây á, phải xin ông ma hộ á. Nó không là ông giận con, là con mệt thế không? Đồ cản không có nổi ông đâu.
chúng ta không có nên thất hứa với những người khuất mặt, không có nên thất hứa với những thần thánh, và đồng thời chúng ta không có nên thất hứa với cha mẹ. Tâm con phát nguyện vạn tâm với thiên định, mỗi ngày đứa nào đã đọc qua cuốn kinh rồi thì phải giữ cái lời hứa đó, còn đứa nào mà không giữ thì nó sẽ có những cái chuyện thì nó là một cái agreement, một cái hợp đồng giữa đôi bên. Con thương cha thì cha thương con. Con một nạn nhân chìm xuồng lặn hộp giơ tay thì mấy cái fishing game, mấy cảnh sát biển đó, nó cứu. Rồi chúng ta lặn hộp cõi tao bà, chúng ta khấn trời khấn Phật thì Phật trời cứu chúng ta. Còn chúng ta mà còn chấp ngã mà không khấn, không chịu cúi đầu thì con nghĩ Phật trời có tự nhiên đưa con lên mông sen không vậy? Mày lì quá thì lấy cái khăn lao cái núi Cẩm Thạch, khi nào cái núi Cẩm Thạch nó bằng đi là thành Phật. Chúng ta phải tự nguyện, tự giác. Cho nên tất cả hội thiên ở hải ngoại hay trên thế giới, việc này chưa bao giờ đi hỏi một người nào luôn á. Ồ, con muốn theo đạo tôi không, theo thiên tâm không? Mấy đứa con có thấy, nhưng bây giờ sư phụ hỏi không? Người nào có gặp sư phụ 3 năm chưa nhận nữa. Và bây giờ mẹ cho nhận thoải mái, nhưng mà phải mở miệng 3 lần. Một lần kia cũng chưa chắc nhận. Hoặc là đã giống như cái chị nãy ở Tiểu An cái gì đó, là chị đã từng thiên tâm lâu rồi. Bà nói thật á, thì đến đây cái duyên thì mình không có làm khó người ta, thì sư phụ nhận thôi. Chứ không phải mà không biết cái gì. Còn giống như anh đã nghe clip rồi biết rõ rồi, thì cũng đã là ấy rồi, chứ còn complete lì mà không có hiểu gì hết thì cũng không nhận. Nhiều người mà chẳng phải như mấy ông thầy, con quy y với thầy đi, thầy đặt cho con là gì diệu gật, con quy y với thầy đi, thầy đặt cho con là quảng gù, quá không, rồi đi theo hội thầy rồi tu tập rồi thay đổi tánh hết. Con thay đổi đi, thầy khỏi cần phải thay đổi. Không phải giống mấy ông thầy mà đi kêu người ta. Không bao giờ kêu ai chứ. Quảng gù dịu gật. Ở đây mát ngồi hoài thấy đã. Thời tiết nó đẹp. Dòng sông nó cũng im. Nãy giờ cá nhảy. Cá nó nhảy nhảy. Dưới này cá lớn không à? Sau này đạo Thiên Tâm sẽ thống nhất cái địa cầu này. Khi Phật Di Lặc xuất hiện, ngày lúc đó bắt đầu tới người ngoại quốc họ mới quản hộ, thì lúc đó sư phụ không có cơ hội ngồi ở đây với mấy con. Hôm nay sư phụ còn cái chứng, còn là giống như tỷ phú không tiền, hoàng đế không ngai, đi lang thang. Nhưng mà sau này thì khó có gặp lắm con. Cái này cũng kỷ niệm đó. Khi mà sư tổ mà xuất hiện rồi, sư phụ chỉ đi theo sách vở cho sư tổ. Sư phụ đâu? Sư phụ. Hả? Sư tổ, tụi con theo sư phụ. Ông là Phật đó con. Con lần đức thầy nói, ta sẽ gặp con trên đất mẹ, con phải giữ sức khỏe nhé. Nhưng mà mỗi lần cơ trời sắp tới, cái sư phụ thấy giống như bữa xưa ra động đất á, rồi bữa nay Hamas nữa, trời ơi thấy người chết quá. Chuyện một đêm khuya đó, dù 2K mấy ngoài bản đó đó là thương mấy thằng Hamas, thì một đêm khuya tiếng nổ vang trời rồi đó. Mỗi lần khấn là cái cơ trời nó đi giống như cái ghi đồng hồ á, nó có 5 kia. Mỗi lần mà
một second đó là nó phải qua cái tour đó. Thì ở trên phải sắp xếp lại. Những gì có quyền năng giống chỉ có cha mới sắp xếp lại. Khi mình xin cái gì được á, nhưng mà nó sẽ chậm lại. Bữa giờ chậm lại cho nên bị cũng trễ. Nhưng mà tất cả chúng ta sẽ chứng kiến ở một đời này hết. Từ khổ nhân hôm nay hiện giờ là bị cực quá khổ. Mỹ, Tàu, Nga, Âu Châu, nhất là Việt Nam, chúng ta quá khổ. Thì khi này sau này chúng ta sướng lên lại, chúng ta mới hiểu được đá và vàng. Chúng ta mới biết được cái gì thật và giả. Còn bây giờ là người ta đa số chạy theo cái giả cho là thật, theo cái hình tướng, tức là màu sắc với âm thanh. Mà trong đó là xưa kinh Phật cũng có nói mà họ không có nghe. Rồi Ma Dương nó đã thực hiện được lời nguyền của nó để phá đạo nát hết. Hôm nay có một mình cái bộ cầm một cái đuốc, mà đốt cái vô minh của Ba Địa Cầu, mà đốt cái trượt đó. Nó chỉ cháy được có một góc thôi, nhưng mà có những góc khác làm sao. Thì hôm nay ở nơi kia là mỗi đứa họ thiên đều có bổn phận phải độ chúng sanh, phải làm đuốc ra nhiều. Thì giống như quá trời mũi kinh kỉnh đúng không, nó bu cái quả địa cầu đen thui, thì nhiều người cầm đuốc thì nó mới sáng lên cái quả địa cầu. Thì lúc đó chúng ta mới hết nạn. Cái đầu của con người mà phấn khởi vui vẻ, người ta không có hăng máu để mà tính toán xâm chiếm nước này nước kia. Tại vì con người chúng ta đói với khổ, chúng ta mới nghĩ chuyện đi đánh lộn. Chứ còn vui sướng ai mà người rảnh đâu mà đi đánh lộn. Bây giờ mấy thằng chùm khang bệnh nó sống trên sa mạc với cát, sống như con chuột vậy đó. Con thấy nó ăn khổ không? Mặc đồ, rồi đường thì bụi, rồi nhà thì tường cũ rồi. Rồi bên Trung Cộng hay bên Nga cũng vậy. Sau này cái thời vàng kim nước nào cũng sung sướng, không có ai mà rảnh mà đi suy nghĩ đến chuyện mà chế vũ khí nữa. Chỉ có Phật xuất hiện mới nói chuyện họ nghe. Nhưng mà khi mà Phật xuất hiện, nó phải đúng thiên thời địa lợi nhân hòa. Có nghĩa là cái trái đất này không có nước nào nói nước nào nghe. Liên Hiệp Quốc, NATO dẹp bố, Trung Cộng Nga dẹp hết, tức là mạnh ai nó làm hết. Bây giờ con thấy là Nga bây giờ nó lấy ra hết những cái hiệp ước nguyên tử. Trung Cộng bây giờ nó gã chất độc qua Mỹ, cái chất fentanyl gì đó, một năm nó giết mấy trăm nghìn người. Rồi nó đưa Việt Nam mình, nó giết cái thế hệ trẻ của mình biết nhiêu, cũng có đâu ai làm gì đó. Nó chẳng biết nhiêu con đập. Cái đó là của thế giới, cái nước, cái nguồn nước là của chung. Vậy nó muốn làm gì mình nó làm. Không ai có gọi là cường quốc hết. Trung Cộng thì muốn chiếm độc bá quả địa cầu này. Mỹ thì nhất định không để cho mày chiếm cái địa vị này. Cho nên thế nào Mỹ nó dàn xếp được mấy thằng chùm khăn rồi, nó cũng bụp á. Cái hữu hình với cái vô vi nó đi song song. Thì chúng ta sẽ có một ngày thái bình, ngày gọi là ngày của Phật Di Lạc, mùa xuân của Phật Di Lạc. Đó là mùa xuân năm nay, dân sẽ hò. Dân chỉ cần hò thôi. Cậu vô thẻ đảng nó bỏ, nó dục ngoài đường, sao sẽ rụng đầy đường. Sao á? Đó. Nhưng mà phải chờ dân ho, rồi Đức Thầy xuất hiện, thì sư phụ mới về được. Con nó trừng tiếu. Dân ho. Đói quá phải ho chứ. Nhưng mà cái thế hệ trẻ bảnh giờ nó nhu nhược lắm, yếu hèn lắm. Tại vì giống như khủng bố tinh thần quá, nhồi sọ gần 50 năm rồi, đâu còn Bi Chí Dũng nữa. Xưa đâu có hiểu gì, bữa nay hiểu được chút chút. Bớt chửi hải ngoại chúng ta là bao que rồi. Bớt rồi. Tôi giải thích cái bao que là gì rồi mà. Mày chửi đi. Rồi mai mốt khi mà cái lá cờ này mà bay khắp miền Bắc tới Nam á, lúc đó mày còn chửi không?
người nào chửi cũng thấy hổ thẹn đó. Thì nó ra kinh tế mà viện trợ vô mà. Ở một cái thời này mà có Phật Thánh Tiên hạ phàm vô nước Việt, trên cho sư phụ ra nói kiểu này á, mà họ cũng vẫn chờ. Họ biết tin nhưng mà không có tin hết, tin phân nửa hay tin 60% thôi. Anh nói gì cũng trúng hết, năm nay nói gì cũng trúng hết. Nói 100 quay lại, nói chiến tranh khởi xướng từ Trung Đông, hôm nay đúng rồi, khởi xướng từ Trung Đông. Rồi anh nói nhân loại chết nhiều, nói trúng. Anh nói 40 cây số của Satan nghe bị đông lạnh trúng. Anh nói Việt Nam ngày mai có Covid, Việt Nam có Covid trúng. Anh nói ngày mốt Việt Nam hết Covid trúng. Anh nói tiền của Việt Nam thành tiền giấy hôm nay cũng trúng. Cậu nói gì cũng trúng, từ chi tiết. Hôm nay anh nói Việt Nam dân sẽ ho, giờ tôi chưa thấy ai ho. Cũng có ho là rai rồi đó, ho đứa nào giờ đem chôn sống nữa đó rồi. Nhưng mà ho cùng một lượt kìa, nó khác. Còn ho lẻ tẻ thì nó bắt hết trơn rồi. Thì cũng sắp sửa chốt, mấy con coi nha. Rồi sư phụ nói đề dự trữ gạo lương thực. Bây giờ con thấy gạo lên bển dù dù không? Mà lên chỗ này có nghĩa là hiếm gạo. Mà lỡ như chiến tranh một cái, chỉ cần 3 ngày dân miền Nam, mà miền Trung hay miền Bắc mà không có gạo đi, có phải đói không mà. Gạo chưa tới nhà, nó tới trước cửa thôi, mà cái nồi cơm chưa chín nữa là tôi đói, tôi chết rồi. Máu huyết của mình nó đâu có chờ được đâu, nó thiếu một giây cũng không được. Hôm nay bao nhiêu bệnh, giống như bệnh ở Mỹ nè, tiểu đường, lọc máu, cao máu, đủ bệnh mà bệnh chưa chết á. Không có tiền có nghĩa là chết. Ở nhà uống nước Nam, uống bạc hà là chết. Cũng có thấy không? Không tiền thì lên Sài Gòn ai đâu cứu mình. Có thấy cái quốc gia mình nó đi xuống cấp vậy đó. Uống nước Nam sao hết mấy cái đó. Uống để mà nuôi cái hy vọng còn sự sống. Tất cả nhân loại từ con kiến cho tới loài người chúng ta không ai muốn chết. Quý vị có đồng ý không? Sống để mà cho đáng kiếp sống. Nhưng mà sống ở Việt Nam đâu có đáng kiếp sống, đâu có đáng làm người. Sống ở Việt Nam để mà mong cho cái bao tử nó no thôi mà cũng không xong nữa, chứ đừng nói mong kiếp sống. Hello, khỏe không? Ngồi chơi đi. Thấy mặt nó vậy nó hiện lắm, đừng sợ. Mặt nó hiện không à? Hả? Có người á, chỉ cần một quốc gia nào cũng vậy, chỉ cần một người đàn ông đi làm có thể nuôi gia đình, có thể có cái nhà nuôi vợ nuôi con thôi. Việt Nam đâu có được cái mơ ước đó, chồng cũng làm xói chén, vợ cũng xói chén mà lại không có việc làm, đó phải làm biếng đâu. Rồi giống như mấy con ở Mỹ có phước, còn có dư vài 300 đi thẩm mỹ viện rồi vũ neo rồi nhan sắc. Ở Việt Nam làm thì có tiền, cho nên về bển mấy đứa mà làm nhân công Bình Dương mai nữa chỉ cần 30 tuổi thôi, nhìn như bà già. Tại vì con gái cần có mấy cái đó không, biết không, dưỡng da đồ, làm gì có cái dư để nghĩ gì vậy. Con thấy làm muốn làm con người đàng hoàng cũng khó lắm, cái bao tử không no, cái nhan sắc thì thấy da nó héo mà cũng không có thuốc để sức. Thì làm thì có giờ để đọc kinh Thiên Tâm, hiểu Thiên Tâm không? Có mà nó Mỹ này á, mình phải trân trọng ít nhất là cái quốc gia Hoa Kỳ này á. Tuy là nó có những cái mình không thích nhưng mà thật sự nó cũng hơn nhiều lắm. Hơn nhiều quốc gia trên thế giới.
vô cổ là biến nói. Có tắt mà. Đấy, không được. Rồi tắt dù nói chuyện được mà phải có người hỏi kìa. Sao? Có gì hỏi không? Ở đâu tới? Tên gì? Mệt mệt. Đeo quá trời đeo. Thấy đâu nói đó. Không phải mấy ông thầy Việt Nam hay mấy thầy Tây Tạng hay là bất cứ những gì thầy nào không có tránh thầy. Cho mình cái gì đeo là mình cứ lấy mình đeo là mình mừng luôn nha. Mấy ổng sơn tầm bậy tầm bại vô ha. Đeo vô là để mấy ổng chỉ muốn lấy cảm mến mấy ổng mà để mấy ổng tạo phè đó. Ây, những gì thầy giỏi người ta đều có buồn ngãi trong đó, đó. Không phải ai mình muốn đeo gì mình đeo đâu à. Bây giờ có ai trên thế giới này chơi đồ cổ đồ thế này nọ mà sống thọ không? Tất cả những đồ đá, đồ cổ đều có dòng linh nhập vô hết á. Cẩn thận mấy cái đó. Không phải mình muốn đi Việt Nam mình mua đồ cổ nào của người nào ngàn năm, hai ngàn năm. Mấy thằng chơi đồ cổ không có nào mà tới già cọc bạn. Này được rồi. Có muối không? Trong cái hộp đó đó. Chị có muốn hỏi sư phụ không? Hỏi ấy. Chị hỏi nói được. Bữa nay con tới sư phụ nhận cho làm đệ tử. Biết mình là biết mình như thế nào mà nhận. Có hiểu mình là ai không? Con sư phụ mấy năm rồi con còn quê. Ngồi đàng hoàng đi đừng có quỳ quỳ. Coi hả? Thôi là có hiểu không? Dạ hiểu chứ. Cái mặt cũng dễ thương đó nghe. Cô tiên, mấy cô tiên xuống trần đi lạc lõng. Trong mắt sư phụ mấy cô tiên mà xuống trần lạc cũng giống như mấy chim á mà chiều nó lạc nó kêu mà kêu mà đi tìm bầy á. Nó lạc đàn á, tội lắm. Mà nhiều bữa đang mưa mà trời tối nữa. Sư phụ nhìn thấy mấy con có nhiều đứa giống y vậy á. Thì muốn nhập đàn phải không? Muốn làm con của ông trời phải không? Lại đây dễ. Con này cũng có duyên rồi đó. Cái đồng con dám vô. Con trời mình có hobby chí Dũng không? Con tên gì? Con tên là Thiên Anh Khoa. Hả? Thiên Anh Khoa. Thiên Anh Khoa. Rồi gắn tu tập nha. Nó đâu? Đưa hình ở đây. Đây có mấy đứa con của ông, mấy đứa con của ông trời. Thằng này hả? Thằng này là đệ tử của sư phụ nè. Chứ nó phải gặp sư phụ. Có gì ăn nè. Không sao, tự bây giờ nó chưa có hiểu. Tên gì vậy chị? Thiên Văn Linh. Dạ, rồi, có một đệ tử mới nhận ngay tại Thiên Long Giang. Tại Thiên Long Sàn, tên gì? Hả? Nguyễn này Bích Nguyệt. Nguyễn này Bích Nguyệt vừa cho sư phụ cái đồng hồ này cho. Đây, cởi ra. Trời ơi, đại tử này sợp nha. Đúng là buông bỏ rồi đó. Xin cái đồng hồ Rolex rồi cho liền. Đã. Công nhận là đúng là muốn làm con của ông trời buông bỏ. Còn con son này tính sao? Cho luôn. Vỗ tay. Mình sang mình mua được 10 cái ca bên ngoài kia không đi bồ rồi. Rồi. Con về đẳng đây cho con đứng đây làm gì? Con tên là quên lại rồi. Thiên Bích Nguyệt. Đây có Thiên Bích Nguyệt. Tặng sư phụ cục phọc sòn với cái đồng hồ Rolex. Mình được nhiều cái. Rồi về đẳng đi, cầm thái này để lại. Bye bye.
cái phù điển bình thủy ai cho con vậy đó. Nó được 5 cái cam viên. Rồi đủ điển rồi, hai chạc mà. Con để cho con xin làm đại tử. Rồi đi đây cho có điển vô thôi con. Tin đi. Con đeo cái dấu này như bữa nó nào làm ta. Con kể ra thử. Thiên kim bản. Kim bản. Ở này có thiên kim bản làm, ủa sao lọt tới đây dữ vậy? Bản gửi con ăn. Hồi nãy chị mới đưa á, chị nào đưa đó. Thiên kim bản. Con mang về đây bữa kìa rồi. Con nghe đứa này tự. Thiên kim bản, cái dấu của con nó lọt qua tới hiêu tinh nè con. Thì hồi có mấy đứa này tự ruột dễ thương lắm. Rồi có tối ngày hai chồng cứ khắc chứ làm này. Mà làm từ cái vậy. Rồi nó đi giao duyên vậy đó. Này có thiên kim bản. Quý lắm á. Kim bản nó đang gửi qua cho con thêm để con để ở cái không gian cho mọi người. Rồi. Con tên gì? Bữa nay nè. Rồi con cảm ơn thiên kim bản này con mới có dấu này đeo. Rồi có nhiều đại tử với khắp nước Mỹ á. Cái này của một đứa đại tử tên là thiên kim bản thù nhớ nó làm này. Rồi. Ôi, chị sư phụ cho con trai con nhưng hoàng với nó mày đâu rồi sao ngoài nó chịu vô đâu ngoài xe hay quá cũng cứ trời ra ngoài xe cho lên xe hả thì mở cửa rồi tên gì Thiên Thiên Lâm. Dạ, thầy Thiên Lâm. Thiên Lâm đi. Dạ, thầy Thiên Lâm. Thiên Lâm. Tên gì? Thiên Tân. Thiên Tân hả? Dạ. Mày ngầu á chim hiền chim non về cứu nước nha sư phụ có hai nhiệm vụ cha sai xuống trần đó là lập đạo và an bang tái thế cái gì tên gì hả võ minh lâm thiên minh lâm rồi tên gì Thiên Thị Hủi. Thiên Thị Hủi. Mấy đứa con còn Mia Bristol không vậy? Cho đệ tử này uống. Tại tối ngủ không được, nổi mụn gan đang bị yếu á. Con mà về Thiên Long Sơn con sẽ cái mặt con đẹp lừa gái lên liền. Láng cỏn. Lại đây nha. Thiên Long Sơn ở bên Cali. Nhưng mà tới giờ cho bộ không có thuốc đó. Nó như đắng rồi. Con xin cho. Con bịch uống đâu có đủ. Xin sư phụ ơi, hai đứa con nó con kiếm lên đây 5 điện kia mình nghỉ dẫn em hai người mẹ mà thương cho con rồi tối ngủ cũng được mặt nổi mụn kiểu đó mà không có lo nhan sắc của mình mà lo cho con là người mẹ này người mẹ tối có mấy người mẹ ích kỷ tối ngày cứ lôi mua bóp mua đồ xịn đi chơi không mà bỏ con nó hai đứa con nó lo những con nó không à thấy biết rồi thôi nó không có lo cái bản thân đó. Đúng rồi nhìn mặt là biết nó không có lo trang điểm gì hết đó là con nghĩ là không à ngu hả con nghĩ đó là tốt hay xấu quên tốt tốt thì cũng tốt phần tốt là tốt mặt đời nhưng mà thù sẵn đây thù giải thích đó là ngu thù đã nói nhiều cái clip cũ bây giờ con thằng đà thằng thân dứt thân thao nó đưa 100 triệu qua Mỹ cho cái thằng con của nó mà thằng đó mà cốt con chuột con trồn á nó không có đủ phước để giữ 100 tỷ đó nó cũng làm sạch á khi mình chết cái thằng hồn mình là riêng với nhau
mình phải tự lo cái thằng hồn mình là một phần, và mình thương con mình quá chưa chắc là nó nên người nữa. Nên thần hồn chúng ta xuống đây gieo duyên thế gian chỉ là tạm bợ. Cả con của xác phàm này có một đứa, mỗi lần mà nó không có nghe lời sư phụ phải nói chuyện với cha, nói chuyện với mẹ thẳng, cha la liền. Nó sống ở Mỹ, con phải để cho nó giống kiểu Mỹ, tại nó thích mấy thằng Mỹ, sư phụ thích nó lấy chồng Việt Nam không biết. Đại khái là mình không có ý được, nhưng mà cái luật nhân quả, người nào hồn nào ra hồn đó, ai ra người đó. Về trời chúng ta không có thể tu dùm cho người khác. Cái công đức của chúng ta là của chúng ta, giống như cái social number là của người nào người đó. Cho nên mình lo đến một cái độ nào là coi như là bổn phận xong. Chúng ta phải lo tu để mà lo cho chúng ta phải đi về trời. Tên gì? Con này dễ thương quá vậy. Chó đi tu đi, cạo đầu cho nó cái áo cà sa nhỏ nhỏ. Đừng đụng cái điện thoại sau lưng. Dạ. Thái Thái Thiền Lý không? Thái Thiền Thái Thái Thái. Bây giờ có cái mấy con ở đây á, là nó có Thiên Long Giang nào dẫn tụi nó vô đây. Dẫn nó vô đây, dẫn nó vô đây đốt nhang rồi chơi trong này. Chơi trong này có mấy chư thiên, cái mảnh đất này là thánh địa, không phải mảnh đất thường. Khi mà con, khi mà sư phụ mà tập lập cái này thì những đứa con của họ thiên là biết vô đây là an toàn, và đất này có đất thánh, có những gì gia hộ. Nó khác hơn những cái khu shopping sang trọng hay là đẹp đẽ khác thì sư phụ có biết. Tuy nó đơn sơ nhưng mà nó không có đơn sơ về mặt tâm linh. Mục đích chúng ta đi shopping, đi mua sắm, mua game cũng là để cho vui đúng không? Vô đây á, cái nguồn vui nó không phải như vậy, mà cái nguồn vui nó từ ở trong nó đi ra, hỷ lạc. Cho nên sư phụ bảo đảm ai mà ở ngoài Houston vô đây là sẽ có một cái hỷ lạc trong người. Mà cái hỷ lạc trong người là cái nguồn vui thật sự. Còn cái nguồn vui đi vô shopping hay mua game nó là cái bén tạm thời thôi. Nó được khoảng khắc nào thời gian ngắn thôi. Cho nên đi vô đây thắp cây nhang cho cha mẹ ở đây, cho ông thân thận này. Mình ở lại đây có được không sư phụ? Được, con kéo mô hôm vô đi. Không, con đem cái mùng treo ngủ. Đây nè, được. Dạ, không, hỏi một lòng sư phụ không có rảnh đây, nhưng mà con thì ok. Lòng quản lý này rồi tên tối đi chơi với mấy ông thằng, nhờ mấy ông dẫn đi vòng vòng chơi. Nhớ là như mấy lần trước á, lúc mà sư vừa cúng ông Edwin ông ngồi thiền á, rồi ông thấy hết quần tứ của ông và của ông Mai Hồ á, mở ông đưa cái mặt cười chào á, quá trời đông luôn. Hỏi ông Edwin đi, anh nhớ không? Cho nên mình bước vô đây á, là mình đã làm bạn với mấy vị rồi. Mấy con đi mảnh đất khác không có chuyện đó nha. Trong đó mấy con đi những mảnh đất mà sang trọng những cái người khác á, nó đâu phải là thánh địa đâu. Nó đâu có phải là thượng đế đã ấn chính cái mảnh đất này để cho chúng ta đâu. Là tự vì chúng ta có phước, dân Houston mới có mảnh đất này. Còn những cái mảnh đất khác vô là free zone, có nghĩa là zombie hay là đủ trên đó. Hồi chưa nói chuyện xong con gây okay, còn sao con cắn gì rồi tên gì? Nguyễn Công Thành Phước. Nguyễn Công Thành Phước, Thành Phước là ông này ở đâu? Ông này ông chồng ông bị ung thư đó. Mà ông đâu rồi? Ông ở nhà nha, ông đi không nổi mà ông bị như bị can qua xương qua bên lưng não mà nó sụp hụt ông đó. Cứu không có nổi tại ông phải tu rồi sư phụ mới cứu. Mình chỉ cho một chút tha lực nhưng mà tự lực của mình phải có. Bữa đó đi núi Thiên Sơn sư phụ có vẽ ông á, rồi ông về á, rồi con có nhà sư phụ kháng thì bữa nay thấy ông đỡ, ông ăn được. Bữa nay thì không còn uống thuốc giảm đau nữa mà ông đi được, ông ăn được, ông đỡ hơn á sư phụ. Thì sư phụ chỉ cho một chút thuốc tây á, thuốc tây cũng tàn đó nghe.
Dạ, ông cũng tin sư phụ dữ lắm, ông nghe cái. Ủa, bây giờ ông Thư nằm trên giường rồi, không tin cũng không được. Ừ, có hơn không? Tin khỉ này đi, qua mai được sống. Nhưng mà đừng có ỷ quá, không phải tự lực nữa. Rồi mấy vị rồi sư phụ thì hô thuộc dạng chiếc thân nha. Phụ mà nằm xuống á là cả ngàn thằng thái tử nó bay tùm lum á, ai mà kêu chúng ta nó thích là đi tới đó. Dạ. Không phải là người thường một cái hồn đó, nhiều hồn lắm. Con gõ đâu có được. Rồi muốn sao? Nó bị sao mà nó ngủ không được sư phụ, đêm nó ngủ không được mà nó ăn cũng không được luôn á. À, đang bị có ma đực cua. Tức là muốn cưới nhỏ này có con ma đực. Mà bữa nào nó có chồng, nó có lễ rồi mà vì hai vợ chồng nó ngủ thì nhìn là biết rồi, nhưng dạ. Mà con ma đực. Dạ, nó ngủ nó thấy cứ thấy, nhìn là biết rồi, khỏi cần nói con ma đực. Vậy là làm sao chứ sao? Thì ma nó cũng đâu có xài tiền của mình đâu. Còn mà lấy một chồng thế gian nhiều khi nó chia tài sản 50-50 mệt. Có một chồng ma đỡ hơn chồng thiệt, ăn nhậu không chết nữa. Còn khi chồng ma nó còn đi hộ mình khỏi phải tốn tiền ly dị hay đẻ con. Đám hộ hai đứa, đám hộ ở với nhà rồi mà cứ hai đứa thằng kia ngủ thấy người khác nằm, rồi con này ngủ thấy người khác nằm. Vậy đó mà hai đứa luôn. Bây giờ bản con ngồi dạ. Đừng chồng sư phụ nói mấy này trên mạng kỳ lắm. Nhìn là biết thấy con ma đực. Mặt này là biết lì, không có tin trời tin Phật. Mà rồi con ngồi lắng đi, máy nó quay phim tùm lum. Lấy một chồng ma mà đỡ xếp ở lót đâm mới này đỡ tốn nhiều tiền. Cái chồng thiệt không, nó đi nhậu về đó không? Rồi lý gì? Chồng ma lo lo ban đêm chỉ hung hít nó có một chút. Cũng phê phê nữa đó, có à, giữa người ấm người dương mình á, nó có cái đó, nó cũng như thiệt vậy đó. Chỉ có một cái là nó cứ làm cho mình sạch sùi tối ngày là ở sao ở đây lọt đây hay vậy đó. Dạ con mới tới sư phụ sắp về bển này, con mới qua hả, lên đây ngồi đi. Dạ ngồi ngủ ta. Có cách này cho ông ma nó đi không sư phụ? Gặp sư phụ mới hết. Đừng nói giận ta không. Mai thụ về. Muốn hết á. Dẫn về Thiện Long Sơn mới hết. Hello ông. Hôm qua nào vậy? Dạ, sáng nay sư phụ. Trời ơi, bữa giờ cả tuần lễ không tới. Có duyên ngồi đây cũng đông ta chơi thôi. Tính dẫn thầy chàng với thường cho biết chỗ này thôi cũng thành một buổi nói chuyện nữa. Làm ô bà thang quá vậy. Con là nhiều lần lắm rồi, bữa nay mới gặp được sư phụ của sư phụ. Mấy lần trước con canh mà không gặp. Gặp chán không? Dạ không gặp, không mừng mà. Thấy trong hình như thấy ngoài thấy như sao? Dạ, nó giống. Hả? Nó giống. Nó giống. Con phải về lo cho bản thân con nghe. Tại mỗi đứa nó có phước riêng. Con có muốn nó nghèo á, mà cái số nó giàu á, con không có, nó không thể nghèo được. Còn mà con có để hết tài sản cho nó mà số nó nghèo, con cho bao nhiêu nó cũng nghèo. Cái số nó mà là Atula đầu thai, con muốn nó thành Phật nó cũng khó một đời này lắm. Cho nên mỗi người có cái số, mình chỉ hướng cho nó, mình gieo duyên cho nó thôi. Bản thân mình phải lo. Chứ tối ngày mình cứ tranh giành, rồi mình tạo nghiệp để mình lấy quyền lợi cho nó. Thì cái nghiệp đó ai lãnh? Mình lãnh á. Sân si người này người kia tranh giành đồng này cắt nọ để mang về lo cho nó. Rồi cuối cùng là mình là người lãnh nghiệp á, hiểu không? Thu dạy không phải là mình ích kỷ với con, mình đã hết bổn phận rồi. Trừ khi một đứa con nít từ 1 tới 14 tuổi nó làm lỗi, cha mẹ lãnh cái nghiệp ở cõi vô vi. Trên 14 tuổi cha mẹ không có lãnh nghiệp, không có lãnh tội cõi vô vi.
nhớ cái này không có thầy nào nói mà trên dạy cho phụ vậy. 1-14 tuổi mà con làm hư, nó có thể nó giết con chuột, nó giết con rắn hay nó giết con ruồi con muỗi, cha mẹ lãnh cái nghiệp tại nó không có biết. Mà khi mình dạy nó thì nó sẽ không có cái đó. Mà trên 14 tuổi mà nó giết con ruồi con muỗi, nó bị tội. Nhớ cái luật đó. Ở bên vô vi, cõi vô vi á, còn cõi thế gian thì như 18 tuổi phải không? Bác này có phước. Hôm nay ngồi gặp được cái này, giờ này là có phước. Tại vì khi đi đi bỏ lại cái sắc phàm, cái lại gia thức sẽ còn thương cho phụ nhiều hơn là hiện giờ đang ngồi. Thì lúc đó đó cứ quơ, cứ kêu, cứ hú, lòng từ bi này sao nỡ bỏ. Thôi đưa về trời khỏe nhất. Mấy người già gặp sư phụ là họ có phước. Tại cái lại thức họ sẽ nhớ. Thì lúc đó cần đứng nghiệp, sư phụ cứu cũng dễ. Còn người sống mà đang bệnh, giống như đệ tử này nè, thấy nè, sư phụ con bị ung thư, con sắp đi mổ, mỗi lần tới đâu thì nhắn tới đó, thì sư phụ kháng cái đó, thì cái transaction của lúc đó thì mấy vị hộ pháp á sẽ đến giúp lúc đó. Bây giờ mới hết bệnh ngồi đó. Nhưng mà đến sư phụ chủ yếu là về trời học đạo, chứ không phải để mà trị bệnh rồi cái tiếp tục mạnh khỏe rồi cái giống như ngày xưa nữa. Mình phải quy y cha mẹ. Đệ tử ngồi đó đợi nắng. Sao rồi đứa con gái nó sao? Giờ nó tỉnh lại chưa? Nó còn cúm như con vậy mà đứa trẻ nó ngoan lắm. Ngoan lại hả? Thế giờ cỡ này con bớt than thở là biết có hiệu quả. À. Con rất là cảm ơn sư phụ, con muốn kể đi cho phụ nghe là con kinh mà người ta hết bị ung thư á, liền theo luôn á. Con bữa đó con nắm tay cổ á, chủ yếu là con tới đó là con mua cái tiệm, nhưng mà con thấy cổ quằn quại muốn chết á, cái con nắm tay con đọc kinh, cái vừa xong cổ khỏe, cổ khỏe xong cái cổ cắn là con cắn sao kiểu như là không khỏe mạnh. Cái người này là Trung Đông á sư phụ, có hình của cổ nữa, cổ đó là người Mỹ. Rồi không phải là một mình cổ mà cổ cảm nhận là cổ cả gia đình lại là chuẩn bị cổ chết á. Rồi cái con đọc kinh cái cổ đêm đó cổ khỏe lại, tự nhiên con nắm tay cổ con đọc kinh mà cổ ngồi với con tiếng ngữ luôn. Rồi cổ nói cổ cho tự nhiên em khỏe quá rồi em ở được, em không còn cái gì hết trơn. Cái xong cái con hứa với cổ 3 ngày là cho một tuần lễ là cho con gặp cái Lên Lo làm con mua cái tiệm, có tiệm. Cổ không có chịu cái khỏe lại cái thay đổi, không chịu bán mà biểu con phải đưa tiền liền, mà trong khi con chưa có gặp Lên Lo sao biết con cho con mướn. Mà cái con có hình đó này sư phụ, người đó là người Trung Đông á. Trung là Trung Đông hay là Á Đông hay là người Mỹ Đông, whatever. Mẹ Việt Nam mà người Trung Đông mà vừa xong vậy là cái họ. Thì cái kinh mà của Thiên Tâm mà đọc lên á, mà những gì Phật, những gì hộ pháp trong kinh tới. Chúng ta ở thế gian này 8 tỷ người, phân biệt đủ kiểu sắc dân, nhưng mà trên kia là một à. Cho nên được mấy vị cứu là nhờ những cái gì thần lực trong kinh đó. Vừa một tuần nguyên một gia đình nói đó, rồi cái con không biết gì, con nói thôi bây giờ tôi chỉ biết như vậy, tôi nói đại nha. Là mua 12 bông, 12 trái cây ra ngoài cúng, 3 ngày sau cũng con lại đó con cúng theo luôn. Mà cổ cũng ngồi nghe, chồng thì người Mỹ, mà đọc cả nhà đều trốn hết, mà có mình cổ ngồi đọc với con. Mà bây giờ là khỏe mạnh rồi. Nhưng mà bữa đó con lấy cái nón này nè của sư phụ ấm cho con cái dấu. Cái con thấy cổ vậy con cho cái sao con thấy con liên lạc với cổ con không trả lời. Cái con trả lời nhà con lấy lại cái nón. Sao lấy lại chi? Hả? Con cho rồi đi lấy lại. Thì sợ không biết cổ sư phụ cho mình thì cho gì có tội. Đâu có sợ đâu. Như bữa đó con cho chiếc vòng nữa, sư phụ cho con kìa đi Thái Lan á. Con thấy cổ bị, nói chung mà con thấy cổ vậy con cho đại. Thì
con lại con lấy lại cái coi chị muốn lấy lại hả? Nói vậy tại vì của sư phụ cho chị mà chị cho em thì giờ chị em biết chỗ rồi. Ủa biết nói tiếng Việt hả? Dạ biết. Mẹ thì người Việt Nam mà cha thì người Trung Đông. Sau khi cả gia đình chứng nhận hết á mà cuối cùng là cổ cổ thấy cái tiệm ngon quá, con kêu thôi đi chữa bệnh đi, đi qua Thiên Long Sơn đi gặp sư phụ tôi đi là hết à. Tại con thấy cổ kỳ cục lắm. Vừa xong là đọc kinh là khỏe mạnh lại ha, rồi bắt đầu là Abella. Trai quá. Là sự thật là nhiệm màu luôn á. Phải có màu nhiệm vậy mà chúng sanh vẫn còn lơ là. Về sư phụ nói chuyện của thế giới khủng khiếp mà không ai nói được. Vậy mà chúng sanh vẫn còn coi thường sư phụ. Con thấy họ bị cái gì? Vô minh. Chứ vô minh ta đâu có hiểu. Sư phụ giải thích rồi đó. Cái thằng mà cướp của giết người nó chỉ bị tử hình thôi khi nó làm chuyện sai. Nhưng mà một đời này nó trả cái mạng nó là huệ. Nhưng mà cái người mà phạm thượng á, mà không nghe cái tiếng nói của trên á, là người đó sẽ bị mất xác mất hồn. Và đồng thời nếu mà tội nhẹ hơn á, là đi hàng nhiều nhiều nghìn tỷ năm không được đầu thai làm người. Tại cái này là cái bài thi cuối cùng của cái thời mạt pháp mà cha cho nhân loại ngạ quỷ súc sanh thú tất cả các loài mở cổng địa ngục về cái cõi thế gian này để mà thi bài cuối mà không chịu thi nữa thì làm sao mà hết được, sao về trời được. Cho nên họ là hơn cái thằng đi giết người bị tử hình. Đại ngu. Thế còn kia là chỉ ngu có một, còn cái người mà không nghe được cái đài này á trên á là ngu một tỷ lần. Rồi một với một tỷ á con nhân lên đấy, con ngu. Quên cổ đi mà. Đứa cháu của con nó mộ quá sư phụ, nó gặp con nó cười dữ lắm sư phụ. Mặt con nhìn là thích cười. Không? Tại vì lớn tuổi cái này mà chạy xe BM mà sport nữa. Giống như giàu lắm vậy. Cỡ đó là ta chạy xe van nữa. Chạy xe đó của mấy đứa nhỏ đi cua trai rồi đi cua gái nữa. Con nó tặng đó chú ơi, sao con mua đâu. Con tặng hả? Dạ. Xe đó ngầu cái xe con đâu rồi? Đâu rồi. Trai con nó tặng đó chú, thằng mà đi làm phi công á. Tại con nói nếu mà con không mua, mẹ gửi như Phi Nhung rồi sao rồi. Ok rồi, mấy đứa con muốn về, muốn đi chơi vòng vòng ở Hiếu Tinh hay là muốn ngồi e nữa. Đó, nói chuyện cũng lâu rồi hả? 1 tiếng 20 phút. Đi vòng vòng nha sư phụ. Rồi đi vòng vòng nghe. Tạm biệt nha. Giáo viên đi Long Sàn nha. Đi qua đi, coi chơi.